Chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu với bạn video thay phím Home của Samsung Galaxy Grand Duo i9082 chính hãng tại Di động Cao cấp .vn. Khi quý hàng gặp các sự cố liên quan phím Home của Samsung Grand Duo i9082 không bấm được, bấm chập chờn, lúc được lúc không, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của Di động Cao cấp .vn trên toàn quốc để thay phím Home mới chính hãng với giá cực kỳ hấp dẫn. Mọi thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 04-667-5099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy Grand Duo i9082. Xin cảm ơn quý vị các bạn.